Dạ vâng. Xin chào tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc nhé. Đã quay trở lại video của em ngày hôm nay. Đấy, thì buổi sáng hôm nay em xin chúc anh em một buổi sáng vui vẻ và tràn đầy sức khỏe nhé. Đấy, và tiếp theo em xin giới thiệu cho anh em ba cái mẫu loa chép. Đấy, ba cái mẫu loa chép cực kỳ hot trong thời gian qua. Đấy, mẫu thứ nhất em muốn gửi đến cho anh em là một mẫu cực kỳ quen thuộc với anh em rồi, đó là mẫu Pioneer P8802. Đấy, thì cái mẫu này đã rất nhiều anh em tin dùng và sử dụng anh em nhé. Bên em đã được rất nhiều lời khen ngợi từ cái con P8802 này rồi. Đấy, con này thì độ nhạy là 91 dB. Đấy, trở kháng này, từ 4 đến 8 ohm anh em nhé. Anh em cực kỳ dễ phối ghép. Đấy, công suất max của con này là 100W. Thì một cái cấu hình lên phân tần như này em để cho anh em với giá chỉ có 680.000 lên một cái phân tần T5 anh em nhé. Đấy, thì trước em có lên cho anh em một cái P8802 lên phân tần T3 có giá là 650.000 rồi. Đấy, thì các mẫu này em lên cho anh em thì đều bao ship tận tay anh em nhé, đều có free ship hết rồi, chỉ có 680.000. Đấy, tiếp theo mẫu thứ hai đó là mẫu P8801. Đấy, tiếp tục về hàng để phục vụ anh em chơi Tết nhé. Đấy, con này thì các cái thông số của nó cũng vẫn y xì thôi, 91 dB. Đấy, trở kháng 8 ohm và công suất cực đại là 100W nha anh em nhé. Đấy, đây là model này P8801. Đấy, đây là số series. Đấy, Pioneer chính hãng từ nhà máy sản xuất của Pioneer nha anh em nhé. Đấy, cũng một cái cấu hình lên phân tần. Đấy, phân tần T5 để cho anh em vừa có thể nghe nhạc vừa có thể hát. Anh em bổ sung dàn karaoke, dàn nghe nhạc gia đình nhà mình cực kỳ phù hợp luôn. Đấy, còn mẫu tiếp theo cũng cực kỳ hot trong thời gian qua, bên em bán rất là chạy, đó là mẫu WT-A100. Đấy, cũng củ từ đơn. Để mà ba con này thì để mà so với nhau thì nó cực kỳ củ, nó cực kỳ giống nhau anh em nhé. Củ nó cực kỳ giống nhau. Đấy, em quay rõ cho anh em nhìn. Củ thì giống nhau nhưng mà mặt đều là mặt titan. Đấy, đầu đạn. Đấy, đều lắp phân tần hết. Giá cũng bằng giá nhau hết, chỉ có 680.000. Em bao ship tận tay anh em. Anh em nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán cho em nhé. Đấy, thì anh em nào đang chưa có một con loa chép nào để bổ sung. Đấy, bổ sung cho dàn nghe nhạc nhà mình nó sáng hơn, nó tơi nhuyễn hơn. Đấy, thì anh em có thể nhìn trên hai cái thùng loa bookshelf của em kia, em đang bổ sung thêm một cặp loa chép 8802 anh em nhé. Đấy, để anh em cải thiện cái giải cao, anh em nghe nhạc hay là hát đều cải thiện được hết nhá. Đấy, ngoài ra em cũng lên cho anh em một cấu hình rẻ hơn, tiết kiệm hơn. Đấy, đó là một cái cấu hình hàn tụ như này, hàn tụ chân sắt anh em nhé. Đấy, ví dụ đây là một con P8801. Đấy, mặt nó là mặt có những cái hoa văn này, nó rất là đẹp. Anh em bày biện, anh em để trên chốc loa nó cũng rất là xa. Đấy, thì cái mẫu này chỉ có 480.000 thôi. 480.000. Bên em sẽ hàn tụ sẵn cho anh em này. Đây là một con tụ 1.5 mi. Đấy, tụ pháp xịn anh em nhé. Đấy, chỉ có 480.000 thôi. Đấy, anh em muốn tiết kiệm, muốn chơi nghe nhạc thôi, anh em không muốn cản nhiều thì bổ sung con này cho em. Giá chỉ có 480.000. Đấy, 480.000 thôi. Thì anh em nào lấy củ rời để về thay thế thùng thì chỉ có 450.000 thôi anh em nhé. 450.000 một cặp. Đấy, tất cả các mẫu ở đây em đều có củ rời, đều có chân sắt hàn tụ cho anh em. Đấy, ví dụ như một cái con WTA100 viền đen bên trong anh em nhé, để dễ phân biệt. Anh em cứ mặt trắng hết này, để mặt hoa văn này, đấy, và mặt viền đen bên trong này. Đấy, đây là một con WTA100. Đấy, thì nó củ của nó, côn của nó đều bằng nhau hết nhé, đều là côn 250 hết. Đấy, cực kỳ đẹp, cũng là một cấu hình chân sắt hàn tụ, bên em sẽ hàn sẵn dây cho anh em luôn, kể cả phân tần, tất cả các mẫu đều hàn sẵn dây, đều hàn sẵn dây dài 1 mét nhé. Đấy, đều hàn dài 1 mét hết, anh em câu từ dưới lên. Đấy, như em câu trực tiếp từ âm ly ra. Đấy, dây chép này. Đấy, em sẽ bật thử to lên cho anh em trải nghiệm cái chất âm của nó. Đấy, em để xa ra một chút. Chép đánh cực kỳ sáng luôn anh em nhé.
để anh em chơi lâu dài thì em khuyên thật anh em không tiếc gì 100.000 hơn 100.000 để anh em lắp thêm một cặp Phantom này cả. Đấy, đấy là em khuyên chân thành. Đấy, còn anh em nào muốn tiết kiệm thì cứ chơi trên set hàn tụ cho em thôi. Đã đủ rồi nha anh em nhé. Bổ sung chat để nghe nhạc vàng, nhạc bolero thì không thể không thiếu được cái giải chép này, nó cực kỳ tí tách và cực kỳ tơ nhuyễn anh em nhé. Anh em có thể bổ sung được bass 20 đến 30, 40 cũng anh em cũng bổ sung được nhá. Bổ sung anh em để cái chốc loan cực kỳ phù hợp, anh em vừa hát vừa karaoke kiêm cả trang trí luôn cái dàn karaoke nhà mình. Đấy, chơi Tết nó cực kỳ xa. Anh em nào quan tâm ba cái mẫu sản phẩm mà P8801, P8802 ấy hoặc là WTA100 thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 032 8722 916 nhá. Để em xin nhắc lại 032 8722 916 cũng là số Zalo của em luôn. Anh em có thể kết bạn, em sẽ gửi video test từng mẫu một cho anh em. Đấy, hoặc là để điện thoại phía dưới em sẽ liên hệ trực tiếp với các bác nhá. Đấy, rất vâng, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em ngày hôm nay. Để các anh em đừng quên đăng ký kênh phía dưới để nhận được những video mới nhất của em sẽ lên mỗi ngày cho anh em. Vâng, xin chào và gặp lại tất cả anh em nhé.